Bên này đây là những chậu cây phi điệp thanh lý hàng hoàn này, hàng cây hơi nhỏ và hàng một số lỗi trong quá trình vận chuyển của nhà em. Đây mọi người có nhìn thấy cây vẫn còn rất là đẹp này. Đó, cây nhỏ khoảng 2 đến 3 cm, có một số cây này nó hơi bị mất nước. Tuy nhiên rằng là chúng ta có thể mua về tập chơi hoặc là chúng ta có thể là mua về để chúng ta chăm thì nó vẫn lên bình thường nhá. Đó, rất là sót đúng không ạ? Anh chị em có nhìn thấy. Nên là cô chú anh chị nào chúng ta chắc chắn lấy thì chúng ta mới đặt hàng để tránh trường hợp là hàng hoàn vị nó bị yếu như thế này. Đó. Em Thảo bán thanh lý với giá rất là rẻ luôn ạ. 25.000 với 25 cây với giá là 300.000. Đó, cứ 25 cây là 300.000 thì anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhé. Em Thảo không bán lẻ đâu. Tính ra chỉ có 11.000 một cây đâu ạ. Đây, coi này, nhìn thế này. Đó. Xinh lắm, cây của nó vẫn còn rất là đẹp. Chúng ta có thời gian thì chúng ta chăm sóc. Đây là dòng cây phi điệp đột biến nữ hoàng 28, hàng gieo hạt rất là đẹp với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và căng luôn. Mọi người có thể nhìn thấy mặt bông mẹ của nó đây ạ. Dòng này là dòng thân xanh rất là xinh luôn. Đó, dòng này chơi thân lá cũng rất là đẹp luôn. Cây của nó khá là cao, từ 25 đến 30 cm. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân. Đấy, rất là đẹp này, đang đi ngọn rất là lực nhá. Tới này nó sẽ cho bông luôn đấy. Đó, mọi người có thể nhìn thấy này. Cây rất là xinh, em Thảo bán 270.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Đó, xinh chưa? Cây rất là đẹp nhá. Nữ hoàng 28 hàng hạt rất là xinh. Một tấm vé số cho anh chị em nào muốn sưu tâm để những mặt. Một hàng cao cấp của nhà em Thảo nữa, đó chính là cây phi điệp nữ hoàng mặt trời. Đó, mặt bông của nó cả nhà có thể nhìn thấy. Năm ngoái thì cái mặt bông này mọi người hay trêu nhau với cái tên là HO đỏ đúng không ạ? Đó, năm ngoái thì em Thảo có bán theo hình đấy ạ. Năm nay thì nhà em Thảo cũng không có nhiều. Với mặt bông đỏ tươi, dòng hoa này rất là đặc biệt ở chỗ đó chính là hoa nở vào Tết nên là được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Năm nay mà chúng ta chăm sóc thì là cuối năm nay là chúng ta sẽ được xem hoa luôn rồi. Đây là cây năm 2 nên là độ thích nghi môi trường của nó rất là cao. Đây là hàng cao cấp của nhà em nhá. Hàng VIP luôn đấy ạ. Nữ hoàng đỏ này cây cao khoảng từ 25 cho đến 30 cm. Nếu mà dòng 2 thân đó. Còn dòng 3 thân thì nó sẽ thấp hơn một chút này, mọi người nhìn thấy đây. Cũng bằng đấy này, rất là xinh luôn. Nữ hoàng mặt trời này em Thảo bán với giá là 320.000 một chậu. Cô chú anh chị nào mua 2 chậu là 640.000 thì em Thảo bao ship cho mọi người. Đó, cây này nói chung là rất là xinh luôn. Thật sự là rất là đáng để chúng ta sưu tầm đấy ạ. Bởi vì nếu mà nói về dòng phi điệp mà có mặt bông đỏ rực như này thì hiện nay trên thị trường là chưa có đâu ngoài cái nữ hoàng mặt trời đỏ này đấy ạ. Một dòng cây phi điệp xịn sò hàng đột biến của nhà em Thảo đó chính là cây phi điệp 5 cánh trắng mắt xước môi trái tim. Mặt bông chuẩn như cô chú anh chị đang nhìn trên màn hình này đấy ạ. Đó, mặt bông chuẩn của nó luôn nhá. Đây là hàng ươm ki nên là mặt bông chuẩn này. Dòng này đáp ứng được 3 yêu cầu của người chơi đúng không ạ? Vừa chơi thân xanh sạch, vừa chơi lá rất xinh đúng không ạ? Vừa chơi hoa, dòng năm cánh trắng môi trái tim cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đợt vừa rồi thì nhiều cô chú anh chị đặt hàng thì nhà em Thảo lại hết hàng mất. Đó, em Thảo có chậu 2 thân là em Thảo bán là 270.000, là mua 2 chậu là 540 như này. Em Thảo bán là 540, em Thảo bao ship cho mọi người khi mua từ 2 chậu. Và cây của nó 2 thân thì nó cao khoảng từ 20 đến 25 cm. Đó. Còn nếu mà em Thảo có một vài chậu là 8 chậu dòng 4 thân như này, 4 thân thì nó thấp hơn, nó cao khoảng từ 15 đến 20 cm. Em Thảo bán là 320.000 một chậu, mua 2 chậu là 640, em Thảo bao ship cho mọi người. Nói chung đây là hàng cao cấp, hàng đột biến nên là nhiều cô chú anh chị yêu mến lắm, hàng ươm ki chuẩn luôn. Có một số cây thì là ki của nó bị long đi này, mọi người nhìn đây này. Này. Đó, một số ki. 4 thân em Thảo quay là có ánh nắng hướng vào rất là đẹp này. Đó, anh chị em nào chúng ta có yêu mến thì chúng ta phải sưu tâm. Đó, cây đẹp lắm, đang đi ngọn rất là lực. Thảo còn có 3 chậu cây hồng hải dương. Một cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đây, mọi người nhìn thấy này, cây của nó này. Đó, cây của nó rất là rỏng luôn, xinh lắm, một thân thôi. Nhưng mà chậu của nó từ 1 đến 2 thân đây, không có là nhiều đâu ạ. Hồng hải dương em Thảo bán còn có 3 cây này. Có 3 cây này thì em Thảo bán thanh lý với giá 180.000 một chậu. Mua 2 chậu như này, em Thảo bao ship cho mọi người. Đó, 180.000. Em Thảo còn có 3 chậu. Bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng cầu vồng, mặt bông mẹ rất là đẹp và thân lá của nó cũng rất là xinh nữa. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Nếu mà hàng va riêng cái dòng 5 cánh trắng cầu vồng này tính theo centi đấy ạ, nó rơi khoảng tầm 15 triệu trên 1 centi. Nhưng mà đây là hàng gieo hạt, một tấm vé số để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Dòng này chơi thân lá rất là đẹp này, mặt bông mẹ cũng cực kỳ là xinh nữa. Dòng cây năm 2 nên là độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Nếu mà chậu 3 thân thì nó cao khoảng từ 8 cho đến 12 cm, đang đi ngọn rất là lực. Đó. Còn nếu mà chậu 2 thân thì nó sẽ cao hơn một chút, khoảng tầm 12 cho đến 15 cm. Đấy, chỉ 230.000 một chậu luôn đúng không ạ? Đó, xinh chưa?
Này, đây là những chậu cây phi điệp của nhà em Thảo này, hàng vừa mới về luôn đấy ạ. Đây là phi điệp gieo hạt cây năm 2. Em Thảo bán đồng giá ở cái chỗ em Thảo đang bày này là với giá 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán là 300.000 nhá. Đầu tiên đây chính là cây phi điệp hồng Gia Lai này. Đấy, cây của nó rất là khỏe luôn. Cây cao từ 10 đến 15 cm, gồm có 1 đến 2 thân nhá. Nếu mà 1 thân thì nó sẽ cao khoảng tầm 15 đến 18 cm, còn 2 thân nó cao khoảng tầm 10 cm thôi. Nhưng mà cây của nó nhìn thấy là lá của nó rất là đanh luôn, rất là khỏe cây. Và hàng gieo hạt khác với hàng những cái con kiến rừng ở chỗ đó chính là nó có sự tác động của con người thôi. Đó, vì nó có sự tác động của con người nên là cây của nó rất là khỏe và đẹp đấy ạ. Đó, hồng Gia Lai nếu mà tính với hàng va đấy ạ, có thời gian lên đỉnh điểm đến 15 triệu một cm đúng không ạ? Đây là hàng hạt của nó. Đó, tiếp theo đây là hồng Mắt Ngọc. Không phải cô chú anh chị nào cũng có điều kiện chúng ta bỏ ra 50 đến 100 triệu để mua một giò hoa lan đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không chắc tay thì nó mà chết đi một cái thì rất là buồn đúng không nào? Đó, bên này hồng Gia Lai này. Hồng hồng Mắt Ngọc này em Thảo cũng bán với giá 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán là 300.000. Đấy. Rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Tiếp theo bên này đây là những cái chậu cây phi điệp gì đây? À, ám mất châu lưng xanh này. Đó, cái đợt vừa rồi ám mất châu lưng xanh Phú Thọ của nhà em được rất nhiều anh chị em yêu mến đúng không ạ? Đó, đây là hàng gieo hạt cây năm 2, em Thảo bán với giá 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán với giá là 300.000 nhá. Đó, cây của nó rất là xinh xắn dễ thương đấy ạ. 170.000 một chậu thôi, anh chị em nào mua lẻ thì như thế. Và tiếp theo đây là cây phi điệp hồng Minh Châu. Phi điệp hồng Minh Châu lên thời gian đỉnh điểm những cái hàng của nó đấy ạ. Đây là mặt bông mẹ của nó này. Lên đỉnh điểm có thời kỳ nó lên khoảng tầm 10 triệu trên 1 cm đúng không ạ? Cây của nó rất là khỏe và đẹp đấy ạ. Đó, đây là hàng hạt năm 2 của nó này. Mọi người nhìn này. Đó. Em Thảo bán 170.000 một chậu, mua 2 chậu là em Thảo bán 300.000 nhá. Đó, đây là em Thảo đang làm hàng ra để em lát nữa em sẽ quay livestream bán đây. Và tiếp theo đây, bên này đây là hồng Yên Thủy này. Đó, em Thảo có mấy loại thôi. Hồng Yên Thủy hàng gieo hạt. Đó, hồng Yên Thủy là một cái mặt bông rất là đẹp đúng không ạ? Và hàng gieo hạt của nó, hàng va của nó đấy ạ, hàng ươm ki của nó rơi khoảng tầm 10 triệu, 12 triệu một cm đúng không nào? Đó. Và đây là hàng hạt năm 2 em Thảo bán với giá là 170.000 một chậu, mua 2 chậu là 300.000 nhá mọi người nhá. Em Thảo quay nhanh thôi bởi vì em còn có những cái mặt hàng cây giống ở trong nhà nữa này. Đó. Tiếp theo bên này đây là những cái chậu cây phi điệp ám mắt đỏ Tân Lạc Hòa Bình. Đó, ám mắt đỏ Tân Lạc Hòa Bình thì cây nó, nếu mà so sánh thì cây nó lớn hơn so với những cây khác một chút xíu. Đó, mọi người nhìn thấy lá ở của vùng phi điệp Hòa Bình lúc nào nó cũng đanh hơn và nó khỏe cây hơn đúng không ạ? Đặc biệt là tất cả những cái dòng này đang đi ngọn rất là khỏe. Em Thảo bán mắt đỏ Tân Lạc Hòa Bình với giá là 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán là 300.000 nhá. Giá chỉ có ngày hôm nay thôi, em có mấy mã thôi là em hết hàng. Đó. Tiếp theo bên này đây là những cái chậu cây phi điệp hồng Mỹ Nhân. Đó, hồng Mỹ Nhân hàng gieo hạt của nhà em Thảo, mỗi một chậu của nó từ một thân, nhiều một thân thôi. Một thân nó cao khoảng từ 15-20 cm đấy mọi người nhìn này. Lá nó rất là đẹp luôn. Em Thảo bán với giá 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán 300.000 cho cô chú anh chị yêu mến nhá. Đó là cây phi điệp hồng Mỹ Nhân, mặt bông mẹ của nó và cây của nó cũng đang đi ngọn rất là lực. Cây cao khoảng từ 15-20 cm. Và bên này đây là cây phi điệp gì đây? Hồng Liên Anh. Đó, số lượng thì em Thảo cũng không có nhiều đâu. Em Thảo bán với giá 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán với giá là 300.000 nhá. Đó, toàn những cái cây rất là khỏe từ 15-20 cm đấy. Cây xinh lắm. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm. Em Thảo vừa mới quay đấy ạ. Đó. Còn ở trên này đây. Ở trên này là những cái dòng cây phi điệp khác của nhà em. Em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng từng cây nhá. Rất là đẹp luôn. Bên này đây là những chậu cây phi điệp hồng búp bê. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Đối với năm cái trắng Phú Thọ và năm cái trắng Hiển Oanh bây giờ đang gọi là hàng quốc dân đúng không ạ? Hàng rất là bình thường rồi. Còn những cái dòng hồng như là hồng Yên Thủy này, hồng Mỹ Nhân hay gọi là những cái loại hồng đen thì nó có giá trị kinh tế rất là cao. Riêng hàng kỳ của nó thì rơi vào tầm là từ 15 cho đến 20 triệu một cm đúng không ạ? Tùy từng thời điểm. Thì đây là hàng gieo hạt một tấm vé số dành cho cô chú anh chị yêu mến thôi. Hiện tại thì cây của nó này, mọi người nhìn thấy không ạ? Cây của nó rất là khỏe lá này. Lá của nó rất là đanh. Cây nó cao khoảng từ 8 cho đến 10 cm thôi, nhưng mà nó có 3 thân nhá mọi người nhá. Nhìn này này. Lá của nó xinh chưa? Phi điệp thì chúng ta chơi lá quanh năm đúng không ạ? Đấy, một dòng chơi thân lá rất đẹp. Hồng búp bê em Thảo bán với giá là 250.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Cây rất là đẹp và khỏe nhá. Đó.
Và ở đây là những chậu cây phi điệp năm cánh trắng ngọc bích. Đó, năm cánh trắng ngọc bích được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Đây là hàng hạt của nó. Cây của nó khoảng từ 1 đến 2 thân. Đây mọi người nhìn đây này. Đó, cây xinh lắm. Đó, cây cao, cây của nó khá là cao, em đo cho mọi người xem. Cây cao khoảng từ 15 cm rồi này. Đó, cây đẹp lắm. Có cây thấp hơn một chút là khoảng tầm 12 cm, 13 cm này. Nếu mà dòng 2 thân, còn dòng 1 thân nó cao hơn. Đó. Cây 52 nên là độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Cây đang đi ngọn rất là lực nhá. Năm cánh trắng ngọc bích em thảo bán với giá rất là mềm, 230.000 một chậu. Mua 2 chậu như này em thảo bao ship cho mọi người. Đó, cứ mua 2 chậu cùng một loại thì em thảo mới bao ship nhá. Bên này đây là những chậu cây phi điệp năm cánh trắng bạch tuyết hàng gieo hạt. Đó, mặt bụng mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Và đây là dòng thân xanh sạch đang đi ngọn rất là lực. Đấy. Và không phải là cô chú anh chị nào cũng có điều kiện từ 50 đến 70 nghìn để mua một giò hoa lan đột biến đúng không nào? Và đây là một tấm vé số cho anh chị em muốn sưu tâm. Cây đang đi ngọn rất là lực và mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân. Đó, em đo cho mọi người xem đã. Cây cao khoảng từ 20, 15 đến 20 cm. Nó sẽ có một thân thấp hơn nhé mọi người nhé. Đó, em đo cho mọi người xem đã. Cây rất là khỏe đã. Em thảo bán là 240.000 một chậu. Mua 2 chậu là 450.000 đã. Đấy, cây đẹp lắm. Đây là những chậu cây bệt ma bó này. Cây của nó cũng khá là nhiều thân, khoảng từ 3 thân. Mà cây của nó này cao khoảng từ 6 cho đến 8 cm thôi, nhưng mà đang đi ngọn rất là lực luôn. Đấy, xinh chưa? Bệt ma bó 3 đến 3 thân. Đấy, xinh lá, thân lá rất là đẹp tròn tròn này. Đó, bệt thì nếu mà chúng ta mua hàng bệt mà nó sổ tại trên thân đi ạ, thì không bao giờ có giá là dưới 7 triệu đúng không ạ? Năm ngoái nhà em Thảo có sổ ra một cái cây bệt lá tròn. Đấy, bệt ma bó rất là đẹp, là bán giá là được 7 triệu mà nó là hàng hạt nó sổ ra đấy ạ. Đó, nếu mà anh chị em nào săn bệt thì chúng ta sưu tầm những cái cây bệt hàng hạt này về thì chúng ta săn ra những cái mặt bông đẹp nhá. Em Thảo bán với giá rất là mềm luôn, 220.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Đó, xinh chưa? Làm 2 chậu về chúng ta trồng bệt ma bó này. Đây là dòng cây phi điệp mới, đó chính là cây phi điệp 5 cánh xước hồng chấp viên. Đó, dòng hoa gieo hạt của cái mặt bông mẹ này rất là đẹp đúng không ạ? Đó này em Thảo đánh nhầm thành 5 cánh trắng xước hồng. Đó là 5 cánh xước hồng chấp viên nhá. Cây đẹp lắm, cây thực tế của nó cao khoảng từ 15 cho đến 18 cm, dòng hai thân nó đều đều với nhau, xem nhau rất là xinh đẹp. Đó, dòng này là dòng chơi thân lá cũng rất là đã luôn mà chơi thân dòng này này, mọi người nhìn thấy này. Đó là một tấm vé số để chúng ta có thể sưu tầm những cái mặt bông đẹp đúng không ạ? Em Thảo bán là 250.000 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá, dòng hai thân này. Bên này đây là những giống cây phi điệp mới của nhà em Thảo này, hàng vừa mới về, em Thảo sẽ làm theo combo để cho cô chú anh chị yêu mến để chúng ta có thể sưu tầm. Và anh chị em không thích thì chúng ta có thể mua theo riêng lẻ cũng được nhá. Đó, bình thường những cây đẹp như này là em Thảo bán với giá là 75.000 đúng không ạ? Hôm nay khi mà cô chú anh chị mua theo combo từ 10 cây trở lên thì em Thảo sẽ bán với giá rất là mềm luôn đấy ạ. Đó, combo này em đặt tên là combo Hòa Bình, em bán là 320, là 320.000 đúng không ạ? Đó, gồm có 5 cánh trắng bạch tuyết này, 5 cánh trắng hiển oanh, 5 cánh trắng phú thọ này, 5 cánh trắng hải dương, 5 cánh trắng nha trang, 5 cánh trắng lâm sung, hồng mỹ nhân, gái nhảy, cánh bầu hòa bình và phi điệp 6 mắt thăng long. Đây tất cả là cây phi điệp 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó rất là cao. Cô chú anh chị ở trong Nam ngoài Bắc thì chúng ta đều có thể thuần được đấy ạ. Đó, những cái cây thì em Thảo đã ghi ra cho mọi người từng cây rồi nên là mọi người yên tâm là về thì chúng ta sẽ phân biệt được nhá mọi người nhá. Và cô chú anh chị khi mua hàng của nhà em Thảo thì xem hàng thoải mái trước khi nhận nhá. Đó, mọi người cứ mở hàng ra xem trước khi nhận. Đó, bây giờ thì em Thảo sẽ cho mọi người xem những cái mặt bông của nó này. Đây là phi điệp 5 cánh trắng bạch tuyết này. Đó, phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh này. Đó, phi điệp 5 cánh trắng phú thọ này. Mỗi một chậu của nó từ 2 cho đến từ 1 cho đến 2 thân nhé cả nhà nhá. Đó. Phi điệp cánh bầu hòa bình này. Đó. Phi điệp 5 cánh trắng hải dương này. Đó. Phi điệp 5 cánh trắng nha trang này. Phi điệp 5 cánh trắng lâm sung này. Đó. Phi điệp hồng mỹ nhân này. Phi điệp gái nhảy. Và cuối cùng là phi điệp 6 mắt thăng long. Đó, cái combo này em Thảo bán là 320. Và bên này đây là những cái combo cây của nó là bé hơn đúng không ạ? Em Thảo lựa ra để em Thảo bán với giá rẻ hơn, là em Thảo chỉ bán với giá là 250.000 một combo thôi. Đó, combo này thì em đặt tên là combo Như Ý này. Nó sẽ gồm có là
năm cánh trắng Gia Lai này, năm cánh trắng Hiển Oanh, năm cánh trắng Phú Thọ này, năm cánh trắng Hải Dương, năm cánh trắng Nha Trang, năm cánh trắng Lâm Sung, phi điệp Hòn Hèo, phi điệp Gái Nhảy, phi điệp Chớp Mỹ và phi điệp Bệt Núi Chúa. Đây là những cái cây giống của nó cao khoảng tầm 2 cho đến 3 cm. Nói chung là cây năm 2 này, những con kiến con này rất là khỏe này, mọi người nhìn rất là đanh lá này. Nó rất là khỏe cây, từ 1 đến 2 xe, từ 1 đến 2 thân nhé mọi người nhá. Đó, cây của nó rất là khỏe, ăn nắng rất là khỏe luôn. Đó, em thảo bán là 250.000 một cây. Một combo như ý này, gồm có 10 loại này. Đó. Mặt bông thì em sẽ cho mọi người xem mặt bông của nó là một loạt ở đây luôn nhá. Đó. Này là những cái giống cây phi điệp mới em Thảo sẽ quay theo combo để cho cô chú anh chị yêu mến muốn lựa chọn. Còn anh chị em làm theo cây cũng được nhá, mua theo cây thì em Thảo cũng bán đấy ạ. Và bình thường những chậu này em Thảo bán với giá 75.000 đâu ạ. Và khi mà ngày hôm nay cô chú anh chị mua theo combo thì em Thảo chỉ bán với giá là 320.000 này. Mọi người nhìn thấy này, combo này em đặt tên là combo may mắn 320k một chậu này. Đó, gồm có là 5 cánh trắng Bạch Tuyết. 5 cánh trắng Bạch Tuyết nếu mà nói về hàng va thì nó là tính theo centi đúng không ạ? Khoảng tầm 20 triệu cm đúng không nào? Đây là hàng hạt của nó này. Tiếp theo là 5 cánh trắng Phú Thọ. 5 cánh trắng Phú Thọ cũng thế này. Đó, toàn mấy triệu 1 cm đúng không ạ? Đó, 5 cánh trắng Hiển Oanh là 6 triệu 1 cm đúng không nào? Đó là hàng, đây là hàng gieo hạt nhé mọi người nhá. Đó. Còn bên này đây là Hồng Minh Châu. Hồng Minh Châu bây giờ đang rất là được nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Đó, nó còn hot hơn cả 5 cái trắng Hiển Oanh cả 15 triệu trên 1 cm cơ. Đó. Và tiếp theo là Ám Mắt Châu Lưng Xanh Phú Thọ cũng được rất nhiều anh chị em yêu mến bởi vì cái mặt bông của nó cực kỳ là xinh đúng không nào? Đó. Và bên này đây là bên Hồng Mỹ Nhân. Hồng Mỹ Nhân là thời đỉnh điểm của nó cũng phải lên 15 triệu 1 cm đúng không ạ? Đây là hàng hạt 52 nhá. Đó. Tiếp theo đây là cánh bầu Hòa Bình này. Riêng cây phi điệp Hòa Bình thì cái lá của nó lúc nào nó cũng dày dặn hơn so với những cái dòng cây khác này. Đó. Phi điệp Gái Nhảy rất là đẹp này. Đó, Gái Nhảy cũng rất là giá trị kinh tế đẹp đúng không ạ? Và phi điệp Sáu Mắt Đột Biến Thăng Long đúng không ạ? Đó, phi điệp Đột Biến Sáu Mắt Thăng Long rất là xinh này. Đó. Và cuối cùng là Hồng Yên Thủy. Hồng Yên Thủy nếu mà tính theo hàng va của nó cũng rơi vào 15 triệu 1 cm đúng không nào? Đây là hàng gieo hạt cây 52. Và em Thảo sẽ đo cho mọi người xem nhá. Cây cao từ 4 cho đến 6 cm mọi người nhìn thấy này. Đó, cây rất là khỏe đấy ạ. Combo em Thảo vừa mới quay này đây chính là những cái hàng gieo hạt cây 52 đấy ạ. Nếu mà nói về hàng kỳ của nó thì nó rơi vào khoảng tầm 70 đến 100 triệu trên một chậu hoa lan thì không phải cô chú anh chị nào chúng ta cũng có điều kiện để chúng ta chơi đúng không ạ? Đó. Và đây là một tấm vé số cho anh chị em nào yêu mến. Đó, chúng ta không mua vé số thì chúng ta sẽ không bao giờ trúng số đúng không ạ? Đó, đây là cây của nó cũng rất là xinh xắn dễ thương, cây 52 rồi, nó đang đi ngọn. Một dòng cây phi điệp đột biến màu trắng tinh rất là đẹp đúng không ạ? Đó, mọi người hay gọi là công chúa Bạch Tuyết hay gọi là Bạch Long Trắng thì đều được. Phi điệp Bạch Long Trắng năm ngoái nhà em Thảo bán đấy ạ, nở ra có nhiều cô chú anh chị nở ra hoa rất là xinh. Đó, em sẽ đo cho mọi người xem nhá. Mỗi một chậu của nó gồm có hai thân, cây cao khoảng tầm 30 cm, anh chị em có nhìn thấy. Hiện tại cây đang đi ngọn rất là lực này. Dòng này cũng đáp ứng được ba yêu cầu của người chơi đúng không ạ? Chơi thân, chơi lá, chơi hoa đúng không nào? Hoa của nó trắng tinh, trắng buốt như một nàng công chúa đúng không ạ? Rất là đẹp. Phi điệp đột biến trắng tinh này, Bạch Long Trắng này em Thảo bán với giá là 260.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. 520.000 được 2 chậu như này em Thảo bao ship cho mọi người nhá. Cây rất là đẹp luôn. Đó, nói chung cây này thì là hàng ươm ki nên là cây nó chuẩn mặt bông luôn. Đấy, xinh chưa? Rất đẹp luôn. Số lượng em Thảo không có nhiều nên cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Đây là 10 giống cây phi điệp được rất nhiều anh chị em yêu mến. Em sẽ quay và giới thiệu cả nhà. Đầu tiên là Nụ Tam Bố này. Đây, cây Nụ Tam Bố, cây cao khoảng tầm 5 cm. Và bên này là Thác Bay này. Đó, Thác Bay cây của nó đây, em bán 70.000. Và bên này đây là Bệt Easo này, em Thảo bán 70.000. Và bên này đây là Sơn Điện Cánh Mai này. Đó, cây Sơn Điện Cánh Mai cũng cao khoảng tầm 5 cm. Và bên này đây, bên này là cây Ma Bó này. Đó, 70.000. Và qua bên này đây là cây Nụ 68 này. Nụ 68 cây của nó đây, cả nhà nhìn này. Đó. Em Thảo bán cây này là 70.000. Cây cao khoảng tầm 5 cm, thân lá rất đẹp nhá. Và bên này đây là những cái cây Núi Chúa của nhà em này. Đó, cây Núi Chúa, phi điệp Núi Chúa, cây cũng là tầm 5 cm. Và bên này đây là Dạ Hạc Các Lây này. Đó, em bán 70.000 này. Và bên cạnh này đây là Lộc Bắc này. Đó, cây Lộc Bắc này em bán 75.000, 70.000. Tiếp theo cuối cùng là cây Di Linh Xuân này.
Đây này, em đo cho cả nhà này. Đó. Và tất nhiên là sẽ có chậu hai thân nhá, nhưng mà em cứ quay chậu một thân cho cả nhà anh chị em nào, em sẽ lựa xen lẫn lại với nhau. Đây này cũng có những cái chậu như kiểu là cây đắc lây hai thân rất đẹp này. Đây này, cả nhà nhìn này, cây rất đẹp luôn đó. Đấy. Nhưng nói chung là nó sẽ em sẽ quay những cái loại tầm tầm thôi, em sẽ chọn cho cả nhà xen lẫn những cái cây đẹp là hai thân đấy ạ. Đó. Combo này là combo số 3. Bình thường nếu mà chúng ta mua 10 cây như này sẽ là 700 nghìn đúng không ạ? Hôm nay em bán giá cực kỳ là mềm luôn cho anh chị em xuống tâm là 300 nghìn một combo gồm có 10 cây như này. Đấy, loạt như này luôn. 5 cm em cũng vừa mới đo cho cả nhà xem đó. Đó, đây. Đó, em sẽ nói cho một lần nữa cả nhà xem nhé. Đầu tiên đó chính là phi điệp Easo này. Thứ hai, phi điệp thác bay, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông bên cạnh luôn. Thứ ba, phi điệp nù tam bố. Thứ tư, phi điệp sơn điền cánh mai. Thứ năm, phi điệp ma bó. Thứ sáu, phi điệp nù 68. Thứ bảy, phi điệp núi chúa. Thứ tám, giả hạc đắc lây. Thứ chín, phi điệp lộc bắc. Thứ 10 là di linh xuân. Có cây nhá, cả nhà bạn nhìn thấy này. Đây, cây này có rất là nhiều cây là cây 52 nhá. Đó, chủ yếu là cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Đó, em sẽ cố gắng lựa cho cả nhà những cái hàng đẹp nhất, còn những cái hàng xấu. Te tua như này chẳng hạn thì em thảo sẽ bán thanh lý 20.000 một cây. Đấy, hôm nay có 150 cây thanh lý thì em bán hết rồi. Còn những cái cây tươi tỉnh rất đẹp như này thôi, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta gọi sưu tầm nhá. Combo 3, 300.000. Đấy, xinh lắm. Cây rất là tươi tỉnh, dễ thương này. Đó, 10 cây luôn đó. Và tiếp theo đây là combo M. Đó, combo M thì em cũng giảm từ 750 xuống còn có 300.000 nhá. Đấy, cả nhà có nhìn thấy này, gồm có những cái chậu phi điệp nó cao khoảng tầm 4 cho đến 5 cm thôi, cả nhà có nhìn thấy, nhưng mà cây của nó rất là khỏe này, cây 52 này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là cái năm nhất của nó này. Phi điệp hồng mỹ nhân. Thứ hai là cây phi điệp hồng yên thủy này. Đấy. Và đây là cây phi điệp bảo bảo này. Cũng là cây 52 này, một thân thôi. Phi điệp mắt đỏ hòa bình, đỏ tía luôn này. Đó. Phi điệp hồng mẫu hậu. Cây cánh bầu hòa bình, cả nhà nhìn thấy nhá, cây hòa bình thì lúc nào nó tím hơn một chút và nó cái lá của nó vẫn dày dặn hơn so với những cái dòng khác này. Đó. Tiếp theo, đây là cây châu như. Đấy, châu như này. Cây gái nhảy này, phi điệp gái nhảy này. Ám hòa bình này. Ám phú thọ này. Đó, cây của nó dài khoảng tầm 4 đến 5 cm thôi ạ. À. Chủ yếu là một thân. Đó, đây là combo này. Combo này gọi là combo M nhé cả nhà nhá. Đây những cái cây của nhà em Thảo đây. Ở ngoài này là một số mặt hàng thanh lý của nhà em Thảo này, những cái cây vẫn còn rất là xinh xắn dễ thương. Đây là dòng 52 này, cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Và combo của nồi này là em đặt theo là combo đáng yêu nhá cả nhà nhá. Bình thường những cái chậu này là em Thảo bán với giá là 75.000 một chậu đấy ạ. Đó, cây 52 nhưng ngày hôm nay thì em bán thanh lý. Em chỉ còn có 500 cây thôi. Đó. Em bán thanh lý là 230.000 được 10 cây như này. Đó, 10 cây như này đấy ạ. Đó, em sẽ quay và giới thiệu cả nhà cho cả nhà xem mặt bông mẹ luôn đấy ạ. Đây là hàng gieo hạt nhá, cây 52. Còn đây là những cái dòng cây nù của nhà em này. Đây, cả nhà có nhìn thấy. Đó, cây nù là thắt ngọn thì nó sẽ chuẩn bị chất dinh dưỡng cho những cái thân tơ mới đúng không nào? Đầu tiên là cây phi điệp 5 cái trắng hiển oanh. Đây ạ, mặt bông mẹ của nó rất là đẹp đúng không ạ? Và bên cạnh này đây là 5 cái trắng phú thọ, cây của nó cao khoảng 2-3 cm thôi. Đây này, cả nhìn thấy không ạ? Mà em thả bán có 23.000 thì rất là rẻ đúng không nào? Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Còn đây là cây 5 cái trắng hải dương này. Đó. Hàng gieo hạt nhé cả nhà nhé. Cây phi điệp 5 cái trắng Nha Trang khoảng từ 1 đến 2 thân tơ, rất là dễ thương đấy ạ. Đó. Bên này là cây 5 cánh trắng lâm sung này. Đó. Bên này là hồng mỹ nhân này. Đó. Cây gái nhảy. Phi điệp ám phú thọ này. Phi điệp cánh bầu hòa bình. Và cuối cùng là cây phi điệp hồng xòe. Tất cả là dòng 52 nhé cả nhà nhé. 230.000 được 10 cây này. Số lượng thì em Thảo có 500 cây thôi, chỉ dành cho 50 cô chú anh chị thôi nhé.
Bên này đây là những chậu cây trầm cửu long hàng ươm ki của nhà em này, hàng chuẩn nhá cả nhà nhá. Hàng chuẩn ươm ki luôn, em có cây có lá thường và cây có lá biên. Và như cô chú anh chị biết rồi đúng không ạ, lan trầm cửu long nó là chuẩn mực cho một bông trầm đúng không ạ, bởi kích thước bông của nó rất là to này, cánh tròn, hương thơm của nó rất là đậm mà thanh đúng không ạ, cây của nó phát triển nhanh và thân to rất là đẹp. Hàng này thì em bảo hành mặt hoa nhá. Nó là một cái mặt bông nổi tiếng bậc nhất ở bên Đài Loan đúng không ạ? Chính vì nó đẹp như vậy nên là nó được xem là tiêu chuẩn, là nét đẹp để đánh giá những cái trầm khác, và nó là cây tem đấy ạ. Là cây tem để lai tạo ra những cái cây trầm khác nữa đấy. Đó, hàng lá biên phát tài em thảo bán với giá là 290.000 nhá. Còn hàng lá thường này thì em thảo bán là 280.000. Đó, nếu mà anh chị em nào mà mua nguyên một cặp như này nhá, nguyên một cặp lá thường và lá biên này thì em thảo bán là 550.000. Đó, đây là hàng trầm cao cấp của nhà em đấy ạ. Trầm cao cấp, trầm cửu long rất là đẹp luôn. Đây là những chậu cây phi điệp bệt núi chúa, hàng rừng gieo hạt của nhà em thảo này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Cái dòng lá có đường gân như này được rất nhiều anh chị em muốn sưu tầm đúng không nào? Với cái dòng thân đỏ rực luôn ạ, cái lá của nó là cái dòng lá rất là đẹp luôn này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó, dòng này chơi thân lá rất là đẹp và cái ngọn của nó đang đi ngọn rất là lực nhá. Mỗi một cây của nó cao khoảng tầm từ 7 cho đến 8 cm, mọi người nhìn thấy không ạ? Cây rất là khỏe này. Đó, em thảo bán bình thường những chậu này là em bán với giá là 120.000 đấy ạ. Đó, toàn cháy hàng thôi. Và ngày hôm nay duy nhất em thảo chỉ bán với giá là 70.000 một cây. Anh chị em nào mua bao nhiêu cây, từ 2 cây trở lên là em sẽ ship nhé cả nhà nhá. Bệt núi chúa số lượng em thảo có 70 cây, dành cho 70 cô chú anh chị yêu mến. Gia đình em thảo tri ân quý khách hàng những chậu cây hoa hoàng tử áo đỏ hay gọi là ren red, một dòng hoa đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng. Chính vì vậy được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta tặng quà nhau năm mới, khai trương cửa hàng, mừng quà tân gia, hoặc là treo các nhà vườn hoặc các sảnh công ty đều đẹp đúng không ạ? Một dòng hoa có thể chơi thân này và chơi rễ này, em đặt xuống như này thì cả nhà có nhìn thấy rõ hơn cây của nó. Màu đỏ, màu đen lại may mắn mỗi khi dịp Tết xuân về đúng không ạ? Dòng hoa này chúng ta phải trồng vào chậu hoặc là chúng ta có thể là ghép vào gỗ một hoặc là nhiều thân vào thành một chùm cũng rất là xinh. Gia đình em chiên quý khách hàng từ 250.000 xuống nay chỉ còn có 200.000 một chậu nhá. Cô chú anh chị nào mua từ một chậu thì em cũng gửi. Và để chào đón năm 2020 may mắn phát tài phát lộc thì chúng ta nên mua một cái chậu hoa hoàng tử áo đỏ này về để chúng ta thu hút tài lộc về gia đình của mình được không ạ? Cây cực kỳ là xinh mà giá chỉ có 200.000, nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo để đặt hàng nhé. Ngày hôm nay nhà em Thảo có những chậu kiếm khủng này. Đây là kiếm viền hồng môi rồng nhé cả nhà nhé. Cái dòng kiếm này rất là đẹp đây, cái dòng kiếm lá ngắn, nói chung là xinh lắm cả nhà nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều tép luôn, chắc là khoảng tầm trên 20 tép. Và tới này mọi người sẽ cho bông luôn đấy ạ. Mặt bông thì như cả nhà đang nhìn trên hình đấy ạ. Và cái dòng này chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đá luôn. Mãi đợt vừa rồi em Thảo có quay TikTok ấy, em có những cái chậu này. Đây, đẹp chưa? Xinh lắm. Đó, mãi mới có thời gian để quay bởi vì là chạy hàng mùng 8 tháng 3 rất là nhiều luôn. Đó, đây này. Đây là những cái cây rất là xinh. Nói chung là cái dòng kiếm này thì là cái hàng kiếm khủng. Em Thảo bán là 650 một chậu. Số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu nhá. Đó, đây, kiếm khủng này. Còn nó này cả nhà có nhìn thấy này. Đó, lá của nó rất đẹp luôn. Nói chung là cái dòng này chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đã luôn ạ. Và người ta ví là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là đẹp mà đẻ cực kỳ là nhanh luôn. Đây là những chậu cây sóc tím rất là đẹp. Cô chú anh chị vẫn nhìn thấy trên màn hình ở đây chính là mặt bông của cây sóc tím. Là một trong những cái dòng hoa cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? Năm ngoái thì anh chị em đã sưu tầm thì đều biết là nở hoa cực kỳ là đẹp ạ. Chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, em vẫn lấy cho cả nhà xem, chúng ta có điều kiện chúng ta mua 1-2 chậu về chúng ta ghép vào một chậu to thì rất là dễ nhìn và sai hoa cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, em thảo bán là 220.000 một chậu, mua một cặp lá 400 nhá cả nhà nhá. Cây xinh lắm, mỗi một chậu gồm có hai thân này. Đó, chơi thân lá thì cực kỳ là đẹp luôn. Dòng dáng hương này rất là dễ thuần đấy ạ. Đó, cây khỏe, cây đẹp đấy ạ, xinh lắm. Đây là chúng ta nên mua cho mình những cái lò bả sen này về để chúng ta phòng ngừa đúng không ạ? Bởi vì là những cái mầm gốc khi mà lên mà những cái con sen nó ăn vào thì rất là xót xa đấy ạ. Một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm.
Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn, và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhé. Nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000, đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhé cả nhà nhé, phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề là chống thối nhũn đó, nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây đúng không ạ? Giúp là hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đây này, đấy, chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 30-10 đúng không ạ? Là cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30-30-30-10-10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Superhum này. Superhum này cũng là một cái dòng để bón lá đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết đúng không ạ? Đấy. Superhum này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhé. Đấy. Rất là thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000, lọ này lọ to nhé cả nhà nhé, lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên.
Thầy ghi tên này để em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, từ 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000, một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể phụt xun cả, lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy, vườn nào có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn đúng không ạ? Đó, hoa của chúng ta sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kim Kim Boom, giá của nó bằng nhau 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kim Kim Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kim Kim Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng, cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là